Nếu các bạn muốn đi Wat Arum hoặc Icon Siam thì các bạn có thể đi tàu BTS đến bến Saphanthakin hoặc có thể đi taxi hoặc túc túc để đến đó. Mình thì hôm nay mình ngủ hơi muộn nên là mình sẽ đi túc túc đến đấy cho nhanh. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở bến Saphanthakin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để đi tàu đến chùa Wat Arum và review chuyến Wat Arum cho mọi người nhé. Ở dưới bến tàu này thì có rất nhiều những xe gọi là xe sổ thẻ nhé mọi người. Mọi người đi thẳng rồi mọi người rẽ trái nhé. Rẽ trái hàng cầu bên này thì sẽ là cái chỗ để đi sang đi bến tàu đi Wat Arum này. Các bạn chỉ cần đi vào đây thì hỏi nhân viên rồi nhân viên sẽ tự chỉ ra bên đảo Wat Arum nhé. Đây mình đang đến cái tàu này nó rất là xịn sò nhé, mà chỉ có 20 bạn mọi người. Ok, đây là tàu của mình nhé, được tầm 20 bạn. Chùa Wat Arum thì ở gần Icon Siam nên hầu hết mọi người sẽ đi hai điểm này cùng một lúc. Từ bến tàu thì các bạn sẽ đi khoảng 15 phút sẽ tới nơi. Trước mặt mọi người là Icon Siam, đây là trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok. Còn đây là chùa Wat Pho nằm bên cạnh chùa Wat Arum. Mình đã đến chùa Wat Arum, bây giờ mình sẽ vào bên trong để review cho mọi người. Vé vào cửa chùa Wat Arum là 100 baht. Các bạn cũng có thể thuê trang phục truyền thống của Thái với giá là 300 baht một giờ ở ngay ngoài cửa. Đây là mình đang đi ở phía bên ngoài khuôn viên. Nhìn vào bên trong cũng rất là đẹp. Hàng ngày thì chùa sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ để đón du khách đi lễ và tham quan chùa. Đến với Wat Arum thì bên cạnh việc đi lễ, bạn có thể dành thời gian để sống ảo bởi màu sắc và kiến trúc của ngôi chùa này khi lên ảnh sẽ rất là đẹp. Wat Arum là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất của Thái Lan và có tên tiếng Việt là chùa Bình Minh. Ngôi chùa hùng vĩ này có nhiều ngọn tháp nhỏ bao quanh tòa tháp chính cao hơn 70 m. Xung quanh các ngọn tháp thì có những mảnh kính hoặc gốm sứ nhỏ được trang trí tạo nên những màu sắc lộng lẫy bắt mắt. Từ đỉnh tháp thì các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Chao Phraya, cung điện Hoàng gia và đền Wat Pho. Hiện tại thì đường lên đỉnh đã bị chặn lại nên các bạn chỉ có thể tham quan ở phía dưới và xung quanh chùa. Nên dành từ 1 đến 2 tiếng để tham quan. Chùa Wat Arum là một công trình vĩ đại và chứa đựng nhiều giá trị quý giá. Chùa đẹp nhất vào thời điểm hoàng hôn và khi thành phố bắt đầu lên đèn. Khi đó toàn bộ các công trình sẽ trở nên lung linh hơn. Nếu bạn muốn đi vào buổi sáng thì hãy đi vào buổi sớm hoặc khoảng gần trưa vì chùa khá đông đúc khách tham quan. Đến đây thì chúng ta sẽ được khám phá nét đẹp tôn giáo và văn hóa bản địa của những kiến trúc đặc trưng. Vậy nên nếu có dịp ghé thăm xứ sở chùa vàng thì các bạn đừng bỏ quên chùa Wat Arum này nhé. Vậy là mình vừa review cho mọi người xong chùa Wat Arum. Ở phần tiếp theo mình sẽ review cho mọi người trung tâm thương mại lớn nhất Thái Lan là Icon Siam nhé. Thấy video của mình hay, hãy like và subscribe kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video chất lượng hơn. Ở video tiếp theo, mình sẽ review cho mọi người một trung tâm thương mại lớn nhất Thái Lan. Mọi người cùng chú ý đón xem nhé.